Thì cái con như này đây, em giơ tiền lượng tiền lên đây xem nào. Nhìn thấy mà, zoom lại đếm, thấy đếm mà. Đấy. Đâu, cho em xem lại đi. Đâu. Mày cất đi rồi còn đâu? Em cất đi rồi đấy, em... Sao lại cất đi rồi? À, xem trực tiếp luôn. Đâu rồi? Đấy. Ừ, đúng rồi, chị Hoàng nhìn thấy không? Đúng, nhìn thấy. Được. Cái này là zoom rồi đấy. Mà tí nữa con đặt gần kia cơ. Rồi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube hỗ trợ kỹ thuật Viettel năm 2020. Trên tay em đang cầm là một cái con camera iMount 4.4 megapixel đấy. Hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt cái của cái camera iMount như này. Trước tiên thì mọi người hãy cắm cái nguồn điện nào vào này. Ở đây nó sẽ có một cái cổng của để cắm dây LAN. Mọi người có thể sử dụng dây LAN để cắm nhé. Tuy nhiên cái này thì nó sẽ tốn thêm cái chi phí là mình mua thêm dây LAN. Và cái thứ hai nữa là mình có thể cho nó bắt không dây. Trước khi đi vào hướng dẫn mọi người cài đặt thì mọi người nên xem qua cái bảng hướng dẫn này một chút. Ở đây nó sẽ có một số cái thông tin cơ bản để mình cài đặt. Đầu tiên khi mà mình vừa mới mua về ấy, thì mọi người sẽ phải ấn và giữ nút reset trong vòng 10 giây để thiết lập lại camera này. Ở đây mình sẽ vặn cái ốc này ra để mình lắp cái thẻ nhớ của nó vào và thực hiện reset lại cái camera này. Khi mà mọi người vặn cái ốc này ra ấy, thì mọi người sẽ thấy có một cái nút reset nhỏ nhỏ ở bên này này. Và một cái khe cắm thẻ nhớ ở đây thì mọi người sẽ thực hiện cắm cái thẻ nhớ vào. Đây là cái thẻ nhớ của nó này. Đây, mọi người cắm đúng cái chân của nó này. Đây, mọi người sẽ thực hiện bấm cái nút reset này trong vòng 10 giây này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, khi nào mà nó đứng cái đèn đỏ này là khả năng là được này. Bởi vì con này em cài đầu tiên nên cũng chưa nắm rõ được cái nó có đúng hay không nữa. Nhưng mà khả năng đúng rất là cao. À đây, đèn đỏ bật này là khởi động này, hoặc thiết bị đang chạy sai này. Đèn xanh nhấp nháy đang chờ mạng này. Đèn xanh bật hoạt động đúng. Đèn đỏ nhấp nháy là lối kết nối mạng này. Đèn xanh và đèn đỏ nháy luôn phiên, nó sẽ cập nhật cái phần sụn. Đó. Thì mình cứ theo cái hướng dẫn ở trên cái iMount này. Đầu tiên thì mình sẽ quét mã QR, sau đó tìm kiếm trên cái Google Play hoặc là App Store để cài đặt cái ứng dụng iMount. Đó. Tiếp theo thì mọi người lên CH Play hoặc là App Store để tải cái phần mềm iMount hoặc là phần mềm GDMSS, một trong hai cái phần mềm này. Ở đây em sẽ cài qua hai cái ứng dụng để mọi người có thể tìm hiểu. Đây là phần mềm iMount này. Ở đây em đã cài sẵn rồi thì chỉ việc mở ra thôi.
cho phép. Ở đây thì mọi người bắt buộc phải đăng ký một cái tài khoản bằng số điện thoại hoặc là bằng email. Thì ở đây em chưa có tài khoản, em sẽ thực hiện đăng ký này. Bấm đăng ký ở đây. Ở đây mình sẽ chọn là Việt Nam. Bấm tiếp theo. Ở đây nó sẽ cho cái số điện thoại 0399057000. Mật khẩu Yên Thủy. À cộng 123. Sau khi đã đăng ký thì có một cái mã xác nhận sẽ gửi về cái điện thoại của mình. Và mọi người lấy cái mã xác thực đấy, mọi người sẽ đánh vào cái dòng mã xác thực này. 095736 095736. Mọi người bấm phím OK. Đó, mình sẽ bấm sau đó. Khi mà đã vào cái mình đã đăng ký thành công rồi ấy thì sẽ bấm vào dấu cộng ở trên cùng này, cho phép này. Đây là nó sẽ quét cái mã QR. Đây, bật đèn pin lên. Rồi. Đây, nó đã nhìn thấy cái cam này rồi. Kiểu Siri đấy, mọi người bấm tiếp theo. Ở cái mục này thì mọi người sẽ chọn đúng cái camera là cái camera iMount loại này. Đây là một dấu này. Đây mọi người sẽ thấy cái bullet line này chưa? Mọi người chọn vào. Mọi người bấm tiếp theo này. Ở trên nó sẽ báo là hãy cắm cáp nguồn vào thiết bị. Thì ở đây mình đã cắm rồi thì mình bấm tiếp theo. Tiếp theo là mình sẽ nhập cái wifi của nhà mình. Và ở đây nó sẽ không hỗ trợ 5G nha mọi người nhé. Nó chỉ có hỗ trợ cái 2.4 thôi. Ở đây em không có mật khẩu, wifi nhà mình không có mật khẩu. Mình bấm tiếp theo. Đây, mọi người sẽ nhìn xem cái đèn xanh này nó nháy như nào. Ở đây, ở trên này nó báo là đèn màu xanh lá đang nhấp nháy chậm này. Mình sẽ kích vào ô đấy. Bấm tiếp theo. Ở đây nó báo tăng âm lượng cái điện thoại lên. Đó, như vậy là nó cài xong rồi đây. Nó đang kết nối đám mây. Vui lòng chờ 60 giây. Vì cái bản thân cái con iMount này thì nó rất dễ cài đặt. Tuy nhiên mọi người phải lưu ý là mọi người nên ghi lại cái thông tin về cái số điện thoại và cái mật khẩu, bởi vì khi mà mình mất cái này rồi ấy, thì mình rất khó để lấy lại. Ở đây mình sẽ đặt cho cái camera này là Viettel. Đó. Đây là tùy mọi người muốn đặt tên như nào thì đặt. Mọi người bấm xong. Ở đây nó sẽ có mấy cái gói để lưu trữ đám mây này. Cái gói này thì nó lưu rất là lâu. Tuy nhiên cái này là mình phải mua mất phí. Cho nên mình bấm sau đó đi. Đây. Sau đó. Đấy, con này khá là chất.
cái con như này đây. Em đưa tiền lượng tiền lên đây xem nào. Nhìn thấy mà, zoom lại đếm, thấy đếm mà. Đấy. Đâu, chơi sao lại đi? Mày cất đi rồi cất đâu? Em cất đi rồi ấy, em... Sao lại cất đi rồi? À, xem trực tiếp luôn. Đâu rồi? Đấy. Ừ, đúng rồi, chị Hoàng nhìn thấy không? Đúng, nhìn thấy. Được. Cái này là zoom rồi đấy. Mà tí nữa con đặt gần kia cơ. Một một ba sáu sáu.